Kính thưa quý vị và các đồng chí, cứ vào dịp cuối năm, một số tổ chức ở nước ngoài lại tổ chức bình chọn, trao giải thưởng nhân quyền. Vậy mục đích hoạt động này là gì? Động cơ của chúng ra sao và các tổ chức này hoạt động như thế nào? Chúng có thực sự bảo vệ nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt Nam dựa trên tinh thần của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các văn kiện quốc tế khác về nhân quyền hay không? Hay chỉ là tập hợp của những phần tử thù địch núp bóng các tổ chức bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, kích động, phá hoại những thành quả mà chúng ta đã và đang đạt được trên lĩnh vực nhân quyền? Trong chuyên mục Góc chiếu thẳng hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này. Mới đây, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức tự xưng có trụ sở tại bang California, Mỹ, công bố báo cáo nhân quyền 2022-2023, tiếp tục đưa ra những nội dung xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Tổ chức này còn đưa ra Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2023 để tôn vinh 3 đối tượng đang phải chấp hành án tù về các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Tôi cho rằng đây là một trong những cái cũng chưa thật là đúng của những cái bên trao. Bên trao thì họ có cái chủ quan của mình, họ có cái tiêu chí của mình. Nhưng mà trao thế nào để đất nước khác người ta bình yên và phát triển và ổn định thì mới là cái trao phục vụ sự tiến bộ loài người. Còn trao để dẫn đến những kích động, dẫn đến những cái việc đáng tiếc dây chuyền thì tôi cho rằng đấy là một cái rất là thiếu hiểu biết của cái nhóm tổ chức trao. Anh trao mà khiến đất nước người ta xáo trộn, khiến con người ta phải biện luận, phải tranh cãi, thậm chí là phải sử dụng những cái biện pháp mạnh. Vì anh sai trái thì chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh, phải quản lý, phải đối mặt với hình sự, đối mặt với lương tri nữa. Thế mà anh lại trao cho những người mà đang ở trong cái quá trình phải thụ án chẳng hạn, đang làm sai thì anh phải chấp hành cái sự giáo dục của pháp luật, phải chấp hành cái hành vi của xã hội. Để làm rõ hơn mục đích xấu xa và ý đồ chống phá của các thế lực thù địch khi trao cái gọi là Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2023 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu về 3 đối tượng đang phải chấp hành án phạt tù ở Việt Nam, đó là Trần Văn Bang, Iho Nie, Lê Trọng Hùng. Đầu tiên là bị cáo Trần Văn Bang, 62 tuổi, quê ở Hải Dương và cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 lần xét xử cả sơ thẩm và phúc thẩm, tháng 5 và tháng 8 năm 2023, Trần Văn Bang bị tuyên y án 8 năm tù vì tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, Trần Văn Bang đã sử dụng 3 tài khoản Facebook gồm Trần Bang, Bang Trần và Chan Josh để soạn thảo đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền nhân dân, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, thể hiện thái độ thù ghét, bất mãn đối với chính quyền, đảng, nhà nước và các đồng chí lãnh đạo. Người thứ hai là Iho Nie, sinh năm 1970 ở Buôn Chư Prông, xã Ea Ninh, huyện Cư Cu In, Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận tiền từ các tổ chức bên ngoài nhằm thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phục vụ cho mục đích thổi phồng xuyên tạc về tự do, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam. Trong quá trình điều tra, Iho Nie khai nhận, qua điện thoại và tài khoản Jing trên mạng xã hội WhatsApp, Iho Nie đã làm quen, móc nối và tham gia vào một hội nhóm ở nước ngoài. Nhóm này giao cho Iho Nie nắm tình hình về tự do, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh Đắk Lắk và chỉ cần thu thập bài viết, đăng ảnh chia sẻ trên mạng xã hội rồi làm báo cáo gửi cho bên ngoài để họ lợi dụng, thổi phồng, xuyên tạc rồi họ sẽ trả tiền cho Iho Nie. Với những hành vi đó, ngày 20 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm công khai và tuyên phạt bị cáo Iho Nie là 4 năm tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Người thứ ba là Lê Trọng Hùng, sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo tài liệu từ các cơ quan chức năng, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020, Lê Trọng Hùng đã tự làm, đăng tải, phát trực tiếp 7 video clip lên mạng xã hội Facebook. Trong đó, có 4 video clip chứa nội dung tuyên truyền, thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 5 năm tù đối với bị cáo Lê Trọng Hùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
quyền con người phải được tôn trọng trong tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, trong văn hóa, trong đời sống và trong thực thi những cái quyền tự do dân chủ nhất định. Nhưng mà bao giờ cũng phải gắn với pháp luật và cái pháp luật của mỗi một quốc gia, tuân thủ cái pháp luật chung của quốc tế mà đó là Hiến chương Liên Hợp Quốc. Thế thì bây giờ mới trở lại của ta thì ta cũng thấy là không phải chỉ ở ta đâu mà mỗi một quốc gia đều như thế cả. Đều hết sức chú ý đảm bảo quyền con người. Chứ mình cũng không phê phán các nước người ta không thực hiện quyền con người, người ta thực hiện rất là tốt. Thế nhưng mà cái quyền con người người ta thực hiện đấy cũng bao giờ cũng phải tuân thủ cái hệ thống luật pháp của nước đó. Tôi thí dụ như ở Mỹ chẳng hạn, thì quyền con người nhưng mà cũng phải tuân thủ theo hệ thống luật pháp của Mỹ. Chứ nếu anh trái với hệ thống luật pháp của Mỹ thì cũng không được chấp nhận. Thế thì nước nào như thế thôi, hay là bây giờ ở bên Nhật Bản cũng thế, hay là ở Trung Quốc cũng như thế, hay ở Nga cũng như thế thôi. Bất kỳ một nước nào thì hệ thống nhân quyền ấy, cái quyền con người không phải là vô hạn, không phải là muốn làm gì thì làm, mà phải đặt nó trong mối quan hệ với cái thực thi pháp luật của cái nước đó. Có thể thấy bản chất của cái gọi là Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2023 hay Báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2022-2023 chỉ là chiêu trò rất xưa cũ. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, tiếng Anh là Vietnam Human Rights Network, được biết đến là một tổ chức ngoại vi của Việt Tân, tập hợp thành viên chân rết của tổ chức này để tiến hành các hoạt động chống phá, muốn xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cổ suý cho những hành vi xem thường luật pháp, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia. Có lẽ lớn nhất vẫn là họ có thái độ xấu. Họ có cái ý đồ, có cái âm mưu xấu, muốn xóa bỏ cái con đường chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, muốn xóa bỏ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy. Thế rồi muốn là không thấy có một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Mình đang xây dựng một cái đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Thì những cái thế lực đen tối ấy nó không muốn mình trở thành một cái nước như thế, nhất là khi mình phải có uy tín quốc tế rất cao như hiện nay. Đó, thế thì đấy, mình phải từ đấy mà mình mới củng cố niềm tin của mình rồi, mới làm cho mọi người tin được. Còn những cái chuyện đó chuyện kia thì mình phải giải thích, mà nếu anh cứ tiếp tục chống đối thì tôi phải xử lý bằng pháp luật. Thưa quý vị và các đồng chí, để minh chứng rằng Việt Nam chúng ta luôn đặt quyền nhân quyền, tự do dân chủ lên hàng đầu và không một thế lực thù địch nào có thể dùng các chiêu trò bóp méo làm suy yếu lòng tin của nhân dân đối với đất nước, đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi có phỏng vấn một số bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z, những người luôn sẵn sàng đón nhận cái mới, là công dân của thời đại số, dễ thích nghi với công nghệ, di động, Internet và các phương tiện truyền thông xã hội từ Facebook, Google, YouTube, Instagram, TikTok, để xem họ nghĩ gì về cái gọi là Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2023. Bản thân tôi cảm thấy đây là một cái điều hết sức là vô lý khi mà việc trao giải nhân quyền cho các cái đối tượng mà đang phải chấp hành các cái án phạt tù, thì đây là một cái điều mà cái giải thưởng này, điều thứ nhất là nó đã không tôn trọng cái luật pháp của nước sở tại là nước Việt Nam. Và khi mà nhắc đến các giải thưởng, khi mà được trao cho một cá nhân hay là một tập thể xuất sắc nào đó, thì các cái giải thưởng này nó phải có cái sự cống hiến cho một cộng đồng hay là nhiều người hơn. Thì ở các cái đối tượng này thì các đối tượng là chống phá cách mạng, chống phá nhà nước Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là một cái giải thưởng như thế này thì như tôi là một người Việt Nam thì tôi không chấp nhận rằng là đây là một cái giải thưởng. Vốn dĩ thì Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam là một tổ chức ngoại vi của Việt Tân. Họ là những thế lực thù địch, phản động, thường xuyên xuyên tạc Đảng và nhà nước ta. Mà Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam được tổ chức do các thế lực thù địch chống phá nhà nước Việt Nam. Vậy nên Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam là giải thưởng mang tính chủ quan, thiếu khoa học, thiếu tính chính xác, mang tính chống phá chủ quan nhiều hơn là tính khách quan khoa học. Việc trao Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam cho những kẻ đang phải chấp hành án phạt tù với các hoạt động chống phá nhà nước có tác động và ảnh hưởng tiêu cực đối với việc nhận thức thực tế về nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.
Một là làm cho quần chúng nhân dân quốc tế và nói chung và Việt Nam nói riêng dao động hoài nghi về nhân quyền ở Việt Nam. Việc này tác động ảnh hưởng to lớn đến nhận thức với quần chúng nhân dân, dẫn đến nhiều hệ lụy quan trọng và khó lường. Hai là kích động làm cho tinh thần của những kẻ đang và sẽ âm mưu thực hiện phấn khích điên cuồng để chống phá, để xuyên tạc đảng và nhà nước ta trên lĩnh vực nhân quyền. Ba là đẩy mạnh quá trình thực hiện âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, gây nên tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của đảng và nhà nước ta. Thưa quý vị và các đồng chí, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn hoan nghênh và bảo đảm các quyền tự do dân chủ, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Những cá nhân tổ chức nếu thực sự đấu tranh cho dân chủ vì hòa bình và tiến bộ xã hội, nhà nước Việt Nam luôn ghi nhận và ủng hộ. Tuy nhiên, nếu lợi dụng dân chủ để vu cáo, bịa đặt, chống phá đất nước, gây bất ổn tới an ninh thì hành vi đó không thể chấp nhận, cần kiên quyết lên án và phản đối. Đến đây, chuyên mục Góc Chiếu Thẳng tuần này xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại!